bốn con giáp sẽ rơi vào cảnh phá tài. Từ nay đến hết tháng 6 dương lịch, đầu tư chi tiêu đều cần thận trọng. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống luôn tồn tại may mắn và xui xẻo, hai mặt đối lập nhưng lại luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. May mắn là điều ai cũng mong muốn có được. Ngược lại, xui xẻo thường gây ra nhiều rắc rối, tai họa, bởi vậy ai cũng muốn tránh thật xa. Tuy nhiên, không phải là cứ muốn sẽ được. Sự may mắn hay xui xẻo thường đến vào những lúc mà không ai ngờ tới, nhất là sự xui xẻo. Theo quan điểm của tâm linh cho rằng, vận đen là sự việc đã được trời sắp đặt như một thử thách trong cuộc đời của mỗi người. Còn theo phong thủy thì cho rằng vận đen đến từ những vi phạm của gia chủ trong phong thủy. Hoặc theo tử vi học thì xui xẻo lại đến vào thời điểm mà 12 con giáp gặp phải những hung tinh chiếu mệnh. Theo đó, vào khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6 dương lịch, sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám bốn con giáp này, khiến vận thế của những con giáp này đi xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán gia, bại sản, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị và các bạn nghe đến đây cũng rất thắc mắc, đó là những con giáp nào? Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ trong thời gian sắp tới. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Mệnh chủ tuổi Tý thường là những người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo, luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ dành cả đời để tạo nên tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, thì cuộc sống của người tuổi Tý tưởng chừng không còn ý nghĩa. Họ cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình ở một vị trí cao. Tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Tuy nhiên, xin chia buồn với tuổi Tý, bệnh tử vi dự báo bản mệnh là con giáp kém may mắn khi gặp phải cảnh phá tài và mất một khoản tiền từ nay cho đến tháng 6 dương lịch. Cho nên mệnh chủ tuổi Tý không được chủ quan, cho dù mệnh chủ đã lên kế hoạch chi tiêu từ sớm. Thời gian này do phải chịu ảnh hưởng của đại hao nên trên thực tế tuổi Tý có thể gặp phải những hoàn cảnh không thể không rút hầu bao. Ví dụ như đi thăm người ốm, xã giao hoặc các khoản tiền nộp phạt. Vì nếu có thể, hãy đặt ra một mục tiêu tài chính cuối cùng cho bản thân. Điều đó sẽ giúp việc quản lý chi tiêu của mình chặt chẽ hơn và bản mệnh có thể cân đối giữa những khoảng thời gian với nhau khi kế hoạch bị phá vỡ vì một lý do bất ngờ nào đó. Ngoài ra, mệnh chủ tuổi Tý không được sơ hở lơ là trong lĩnh vực quản lý tiền bạc. Bởi vậy, mệnh chủ rất dễ gặp phải trộm cướp, lừa đảo. Dù ở nhà hay đi đâu, bản mệnh cũng nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt để đề phòng rủi ro có thể xảy ra. Đừng để lộ ra rằng mình có nhiều tiền khiến kẻ khác nổi lòng tham. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân,
Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hận và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng còn giúp tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Tý. Thứ hai là người tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là người luôn hành động, họ cũng rất tích cực trong việc gặp gỡ và giao lưu với người khác, kể cả người ở vị trí cao hơn mình. Từ đó mà họ tạo được cho mình một mối quan hệ rộng rãi, đa dạng và luôn vui vẻ với mọi mối quan hệ. Họ cũng rất thân thiện với những người tiếp cận với mình. Dù là lần đầu tiên gặp nhau nhưng họ hoàn toàn có thể nói chuyện một cách thoải mái. Tử vi tháng 6 dương lịch cho thấy tài vận trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6 dương lịch của tuổi Ngọ không được như ý. Sau đó, bản mệnh tốt hơn nên dành nhiều sự quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Sự cứng nhắc lười tìm hiểu những cơ hội đầu tư khiến bản mệnh mãi chẳng phát triển, cũng như gia tăng tài sản. Bản mệnh nên tìm cách để học hỏi, gia tăng sự hiểu biết của mình nếu còn có ước mơ làm giàu. Đồng thời, một vài mệnh chủ cũng đừng vội nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Hãy luôn tìm hiểu tính chính xác của thông tin trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đặc biệt trong thời gian này, do ảnh hưởng của dịch bệnh như hiện nay, nền kinh tế khó khăn cho nên nhà nước cửa phải đóng chốt cẩn thận để đề phòng trộm cắp. Hãy cẩn thận với những người mới quen vì bản mệnh sẽ chẳng biết rõ họ là ai. Do đó, nên tránh để lộ rằng mình đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản để phòng tránh việc đối phương nảy sinh lòng tham. Chính vì vậy, trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công nghiệp vì thế cũng được khai thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an, may mắn cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Ngọ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là người tuổi Sửu. Tuổi Sửu là người có sự nhân nại, kiên trì, nên dù có khó khăn, dù cho mọi người xung quanh nghĩ đó là điều không thể, thì bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu. Mặc dù không phải là người có kỹ năng tốt, nhưng chính sự nỗ lực không ngừng mà cuối cùng người tuổi Sửu thường chạm tới đích của chính mình. Cũng vì thế mà người tuổi Sửu phải đến độ tuổi khá muộn mới có thể thành công. Tử vi năm 2021 có dự báo rằng tình hình tài chính của tuổi Sửu tốt xấu đan xen từ nay đến hết tháng 6 dương lịch. Cho nên bản mệnh hãy tận dụng thời gian này để chuẩn bị trước các bước đi cần thiết trong công việc và sự nghiệp, hợp tác vì các cơ hội tăng thu nhập có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, thời điểm này, những mệnh chủ đang làm đầu tư, kinh doanh, chớ vội tin người. Đừng vì vài thông tin hay ho người khác đưa ra đã vội dồn hết tiền của để đi theo họ. Bất cứ điều gì cũng phải thu thập thông tin từ nhiều chiều để có thể phân tích, đánh giá cẩn thận và chính xác. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng của tiểu hao cũng khiến mệnh chủ tuổi Sửu phải tốn nhiều tiền cho những khoản như sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ, biếu người bệnh. Bản mệnh hãy chi tiêu có kế hoạch, đừng để những khoản này nằm vượt ra khỏi kế hoạch của mình. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt,
Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ Tùy Sửu hãy sử dụng pháp khí phong thủy, nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hận luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không như vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ Tuổi Sửu. Thứ tư, tuổi Dần. Tuổi Dần là người mạnh mẽ, không sợ hãi, luôn can đảm đối mặt với mọi vấn đề. Họ cần là người nghiêm túc, có quan điểm đạo đức rõ ràng nên không chấp nhận những điều bất chính, cũng như nhất quyết không làm những điều trái với suy nghĩ của bản thân. Chính vì thế mà những người tuổi Dần nhận được sự kính trọng của mọi người xung quanh. Bên cạnh một tinh thần nghĩa hiệp, niềm tin mạnh mẽ thì tuổi Dần là người có trái tim, giàu cảm xúc. Khi đã tìm ra điều mình thích thì tuổi Dần luôn dành đam mê cực lớn cho nó, dù là cuộc sống hay công việc. Tử vi tuổi Dần năm 2021 dự báo, do cảm nhận được tình hình tài chính của mình ổn định nên mệnh chủ bắt đầu có nhiều nhu cầu cho một cuộc sống tốt hơn. Mệnh chủ có thể sẽ chi một khoản tiền để tham gia các khóa học mới hoặc đầu tư cho các sở thích cá nhân. Nếu đó là việc làm có ý nghĩa với bản thân thì bản mệnh không cần phải chần chừ do sự quá nhiều. Nếu muốn làm mới đời sống tình cảm, bản mệnh cũng sẽ phải đầu tư vào tài chính không hề nhỏ. Tình yêu, tình cảm gia đình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đây là một khoản đầu tư đáng giá. Nếu cần thiết, bản mệnh nên thực hiện ngay chứ không nên quá tiết kiệm. Song để có thể thực hiện mọi điều mình muốn, bản mệnh cần tìm cách gia tăng thu nhập chứ không thể duy trì mãi bằng đồng lương ít ỏi của mình. Hãy học hỏi, tìm một cách để có thể thêm tiền một cách khôn ngoan. Ngoài ra, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Dần cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, mầm tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của phòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lực ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Dần tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Dần. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi của 4 con giáp không được may mắn trong tháng 6 xuân lịch. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.